Xin chào mọi người. Cách đây khoảng cỡ 30 phút trước thì cái chuyện đó nó lại lặp đi lặp lại lần thứ hai trong cái thời gian vừa rồi. Những cái tín hiệu, những cái chống lưng và những cái kháng cự mình cũng đã chia sẻ trong cái video vừa rồi rồi. Và nó đã nằm ở trong cái hộp thư của bạn hồi sáng đến giờ. Cho những cái bạn chưa có coi hay là đã coi rồi vẫn chưa hiểu thì nên quay lại coi. Bởi vì bây giờ là cái thời gian rất là quan trọng để gọi là nhảy vô nhảy ra mà để chốt đơn, dựa theo những cái kháng cự và những cái chốt lưng, chốt kháng cự và chống lưng mình đã chia sẻ. Ok, nếu bạn không hiểu mình đang nói gì thì quay lại cái video vừa rồi 30 phút, 20 mấy 30 phút đã được gửi vô trong cái hộp thư của bạn. Ngay bây giờ nó vẫn nằm trong cái khung, cái range mà mình đã chia sẻ cho bạn, và chỉ có dựa vào đó nghe, dựa vào đó, dựa theo cái những cái nến khung giờ để chốt đơn. Nhưng phải rất là cẩn thận, mình phải dựa theo những cái nến nha, để nó khẳng định, nó chứng tỏ cái trend, cái xu hướng đang đi đâu. Chỉ vậy thôi. Xin chào mọi người.